Nhìn mặt quân chung kết thì đúng là cạn lời. Bên đội bạn rất đẹp, hai Seang một Zoom. Đấy là những chất tuyển, và thêm có thể là Kung A tuyển Minwan đến từ Dương Còi. Quân của chúng ta là Greg, Kata, Summer và Baby. Chỉ mong là động viên anh em là vượt khó trong trận đấu này thôi. Hy vọng rằng quân của chúng ta xấu thì bài hãy đẹp đi, vì chúng ta có cơ hội kiếm highlight. Hoàng Mai Nhi là người cầm Greg vị trí trong cánh. Đầu cánh là cung Summer, chúng ta có cung Summer lại ra vị trí đầu cánh sắp xếp cũng không mắc bệnh. Tếu có Babylon vị trí trong cánh, ít ra có một chủ lực trong cánh. Gặp luôn màu 6. Tiểu Màn Thầu người cầm Seang. Trận đấu này thì Tiểu Màn Thầu cầm Seang thì chắc ngồi cười rồi. Quân của chúng ta toàn Kata Garrick là nhiều thôi. Kể ra mà chúng ta có thêm một hàng Perpan gì đấy thì có lẽ là chúng ta sẽ có nhiều hy vọng hơn. Đằng Kata chủ động ra ôm bãi quả. Đang có làm tên đóng BS không? Chúng ta chỉ hy vọng vào tiếng bùm. Vẫn đang thiếu gỗ. Vậy là khả năng họ đóng BS ở phía mặt bên kia rồi. Và chúng ta sẽ phải ôm vị trí bãi quả thôi. KS đồ yếu Seang được tí nào thì yếu. Bài Seang đấy người ta ôm được vị trí bãi hiều thì kiểu gì người ta cũng lên được đời sớm. Đấy là cái tối thiểu. Đôi vòi một bãi quả dành cho Rorantel. Còn đây là Greg của bên thủ Hoàng Mai Nhi. Chúng ta cứ chờ đợi các giây thủ, các game thủ có tỏa sáng mà để bật được cái thế quân bài xấu hay không thôi. Mình không dám nói gì trong trận đấu chung kết này nữa. Đứng lý tở bóp cỏ xem các game thủ đánh. Rogan, Omis, Rogan, Omis, 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 Omis,
Và quyết thì chắc phải tầm 11:40 trở lên. À, 11:39 ôm dần đi ăn hoàng và cũng như đi xây lờ công. Chúng ta đang vất vả với cả con ngựa giò và chúng ta vẫn còn chưa có cơ hội đi đào vàng. Mà không có vàng thì chúng ta cũng không thể thi đấu được. Rất khó dành cho Quýt. Ôi rồi bắt con ngựa giò thôi, đe dọa tinh thần họ một tí thôi. Chúng ta tạm thời giữ dân và chúng ta én đi được một chút. Vấn đề bây giờ thì lấy lực đâu ra mà thi đấu, nâng cấp bánh xe hay đi đào vàng để chém. Và Quýt thì không biết xoay sở trong trận đấu ai ăn rồi có bãi quả này. Ở lập rơi vỡ đầu. Và cùng chủ lực Ron Tew khỏe nguyên. Tí tham lai 24. Bán máu đến từ Hoàng Magi đang vắt hai nhà L. Hoàng Magi bán máu thì cũng bị màu 7 và dâng L trong giò thẳng nhà. Đang xét qua mặt quân với bài coi như tịt. Ngồi ngắm nhìn mà không nhìn thấy một cái cửa sáng gì cả. Mình cũng im lặng, mình cũng không dám bình luận cái gì để cho anh em đánh một cách tự nhiên. Người ta đỏ hơn thì phải chịu thôi. Mà người ta đã thắng trong trận đấu thứ hai với tỷ số là 3-2.